Liên quan đến dịch bệnh đau mắt đỏ, thưa quý vị, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn thành phố Long Khánh, Đồng Nai đã xuất hiện nhiều ca mắc, đặc biệt là ở học sinh tiểu học và trẻ em dưới 6 tuổi. Tại các trường học trên địa bàn thành phố, trung bình mỗi ngày có hàng chục học sinh bị mắc bệnh và phải nghỉ học ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, từ đầu tháng 9 đến nay, số lượng bệnh nhân đến khám mắt tăng cao đột biến. Trong đó chủ yếu là bệnh nhân bị đau mắt đỏ với số lượng khoảng 100 ca một ngày. Bệnh nhân là học sinh và trẻ em dưới 6 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều hơn người lớn. Riêng trong ngày 18 tháng 9 mới đây, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 260 bệnh nhân đau mắt đỏ, trong đó hơn 80% là học sinh tiểu học và trẻ dưới 6 tuổi. Thì đến hiện tại thì chưa có cái ca nào là diễn biến nặng, chưa có ca nào là biến chứng bệnh đau mắt đỏ. Thì nói chung là tình trạng bệnh là lành tính. Mặc dù là bệnh nó có triệu chứng cấp tính và rầm rộ, nhưng nó là bệnh lành tính. Tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt, học tập và làm việc. Cho nên là mọi người cần phải chú ý phòng bệnh cho tốt. Và khi mà mắc bệnh thì nên điều trị kịp thời. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các trường học trên địa bàn thành phố Long Khánh đã có nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, như tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng bệnh cho phụ huynh và học sinh, đồng thời khuyến cáo phụ huynh cho con bị bệnh đau mắt đỏ nghỉ học ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho các em. Với nhiều biện pháp kịp thời, đến nay số học sinh mắc mới giảm đáng kể so với 2 tuần trước. Mặc dù tới lớp sau khi đau mắt nhưng mà nhà trường vẫn tiếp tục các biện pháp là cũng động viên các em, những nhóm các em ở những cái lớp mà đau mắt thì cho các em ngồi riêng ra một nhóm bàn, giáo viên quan tâm nhiều hơn, và cũng động viên các em là trước mắt thì các con tiếp tục các cái biện pháp để mình khỏi hẳn, không có bị lây lan nữa. Khi mà học sinh bị bệnh như vậy thì chúng tôi sẽ cho nghỉ học ở nhà và cho xịt khuẩn tất cả các phòng học. Giáo dục học sinh không được dụi tay lên mắt, nhỏ nước muối thường xuyên một ngày 3 lần, không dùng chung các vật dụng cá nhân. Và chúng tôi cho học sinh nghỉ học thì yêu cầu giáo viên chủ nhiệm sẽ giao bài cho các em qua Zalo hàng ngày, và trực tiếp buổi tối thì các thầy cô sẽ hỗ trợ cho các em học bài qua Google Meet để các em được nghe lời cô giáo giảng bài và các em không bị mất bài, phụ huynh cũng yên tâm. Bằng các biện pháp hiệu quả kịp thời, đến nay tình hình dịch bệnh đau mắt trong trường học cũng như ngoài cộng đồng đã được kiềm chế. Một ngày trung bình mỗi trường chỉ ghi nhận trên dưới 10 học sinh mắc mới. Các trường học trên địa bàn thành phố đang tiếp tục nỗ lực hạn chế, tiến tới không còn học sinh bị bệnh đau mắt đỏ, góp phần đảm bảo sức khỏe cũng như hoàn thành mục tiêu năm học đề ra.